tối ngày 9 tháng 9, Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình văn nghệ lễ kỳ yên đình vĩnh tế với chủ đề Trăng rằm Trung thu. Tại chương trình, Hội văn học nghệ thuật thành phố đã xây dựng chương trình với các tiết mục biểu diễn văn nghệ, ngâm thơ về Trung thu, về quê hương Châu Đốc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người xem đây là một trong những hoạt động phục vụ lễ hội góp phần nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản quảng bá giới thiệu đến nhân dân du khách trong nước quốc tế về văn hóa lịch sử truyền thuyết khai mở dùng đất châu đốc qua đó, nhằm bảo tồn và gìn giữ những gì hiện nay chúng ta có được nhằm nhắc lại cho thế hệ con cháu mai sau noi theo truyền thống giữ gìn đất đai bờ cõi, bảo tồn những nét đẹp truyền thống trong các nghi lễ cúng kiến theo nghi thức cổ truyền, cầu cho, phong điều, vũ thuận, quốc thới dân an, ở đình dịnh tế.